Rồi. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Trước mặt các bác là chiếc tủ 12U có mixer dòng này chuyên dụng để sử dụng bàn mixer XA16 Pro. Tức có nghĩa là nếu như mà những cái bàn bình thường, những cái tủ bình thường ấy mà các bác đậy vào ấy thì phải rút cái canon ra thì mới đậy được. Nhưng cái con này thì nó sẽ cao hơn và mình sẽ để nguyên cái rắc canon và đậy tủ vào là ok. Đó. 12U có mixer, cái này là Vân tủ ong. Còn đây là tủ bim đơn 230W. Cái này thì lên nhiều video rồi, các bác nào sử dụng thì cũng đã biết rồi. Đó, thì các bác nào quan tâm đến mấy cái tủ thiết bị này thì có thể liên hệ bên em nhé.